Con đang đọc cuốn sách What the Buddha Taught, nghĩa là Đức Phật dạy những gì, thì của ngài Wapula Rahula. Thì bản này, đây là một bản tiếng Anh và đã được dịch sang tiếng Việt do Ni trưởng Trí Hải dịch. Và trong đó ngài Long Thọ có nói một câu như thế này: luân hồi sinh tử không có khác gì với Niết Bàn, và Niết Bàn không có khác gì với luân hồi sinh tử. Có nghĩa là luân hồi sinh tử và Niết Bàn không có khác. Thì cái vị Phật tử không hiểu, theo con được biết thì Niết Bàn là chấm dứt của luân hồi sinh tử. Vậy câu trên ý nghĩa là gì? Sinh tử tức là cái sự sống luôn luôn nó đang có mặt giữa sinh. Không phải là mình chết đi mới gọi là tử, phải không? Mà thay đổi. Bây giờ mình ngay cái thế giới chúng ta đây, nó đang có những cái sự luân hồi mà chuyển biến mà chúng ta không thể lường được. Và còn Niết Bàn là gì? Niết Bàn là trạng thái của cái tâm tư của chúng ta khi chúng ta không bị chi phối bởi những cái khổ đau, những cái phiền não. Như vậy thì cái sự người đời á, cái người chưa hiểu á, thì người ta khổ với sống và chết. Còn người có tu tập thì chúng ta hiểu sống chết là gì, cho nên chúng ta vẫn sống chết mà chúng ta không có đau thương, không có bi lụy, không có khổ đau, không có vướng mắc. Thí dụ như mình nói là mình có buồn để mình tiễn một người thân, đó buồn, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải hiểu thì đó là một sự thật. Và chừng khi mà chúng ta biết được rằng nếu không có, nếu nói cách khác là nếu không có cái sự chết thì không có sự sống. Ở bên Thiên Chúa Giáo có câu: chính khi chết là có được sự sống đời đời. Cho nên cũng giống vậy thôi. Thật cái người mà không hiểu thì người ta khổ. Ví dụ như mình một cái cây đó mình trồng, nhưng mà nếu như mà mình cứ để cho nó lớn hoài, mình không có ngắt những cái đọt của nó thì có thể nó không ra hoa ra trái. Cho nên khi mình ngắt cái đọt nó đi, mình thấy nó như mình làm giảm cái sự sống của nó, nhưng mà thật sự ra mình đang tăng trưởng nó, mình làm cho nó có thêm hoa thêm trái. Cho nên đối với cái người tu á, thì cái người thường không hiểu á, thì người ta thấy sanh tử là sanh tử, ta khổ đau với sống và chết. Nhưng mà mình hiểu được rồi thì mình thấy nếu không có cái này thì làm sao có cái kia. Thật sự ra có ngày hôm qua có một cô, con mới gọi cô thăm. Cô nói lâu lắm rồi con không về chùa mà con rất nhớ chùa, rất nhớ quý thầy, quý cô, rất nhớ chùa. Lo lắng, sợ hãi, đủ thứ. Nhưng mà cũng cảm ơn chùa là chùa đã tiếp tục duy trì cái chương trình online này. Mà thật sự cái mùa dịch này, cái lần dịch này thì tụi con lại được tu học rất là nhiều, tụng kinh nhiều, rồi được cơ hội nghe giảng rất là nhiều, mở mang ra rất nhiều. Và có một vị khác nói mặc dù lần này kinh tế bị tổn giảm dữ lắm, nhưng mà bù lại trí tuệ chúng con tăng trưởng. Cho nên trong cái này nó vẫn có cái kia. Đó là sanh tử và Niết Bàn chỉ là một. Cũng như mình nói không có khổ, nếu không có khổ thì không có hiểu được gì gọi là vui. À, cho nên ngày hôm qua mình học kinh là gì? Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân á. Mình nghe là Tỳ Khưu Ni Liên Hoa Sắc, mà nếu không có những cái khổ đau trong cuộc đời thì chưa chắc cô đã phát tâm cô tu. À, cho nên nếu mà khi mà chúng ta tu được rồi thì chúng ta thấy bây giờ mình có an lạc, thì cái an lạc đó nó cũng từ đâu? Thật ra chính nó thôi. Bây giờ nó chuyển cái khổ, nó chuyển là gì? Là mình hiểu ra được rồi thì mình thông hết tất cả. Hồi nãy thầy Huệ Tạng cái bài nói chuyện tiếng Anh hôm nay á, là thầy nói về ý nghĩa của sự lễ lại. Thì ngày hôm kia có một Phật tử lên thăm, khi mà chùa mình còn chưa chính thức đóng cửa đó, thì anh lên và anh cảm ơn rất là nhiều. Anh nói là suốt thời gian qua gần 2 năm bị trầm cảm rất là nặng,
và dường như không muốn làm gì hết, cứ nằm không thôi. Thì khi mà lên thăm Pháp Hòa thì lúc trước, lần trước đó lên thăm thì Pháp Hòa bày cho anh cái cách lại Phật. Nhưng mà anh về anh lại được 1 tuần, 2 tuần thì anh bỏ gì, anh thấy nó không có thay đổi gì hết. Anh cứ nằm rồi trở lại nằm xuống, thì anh suy nghĩ rằng mình không thể nào như vậy được. Nếu mà mình như vậy hoài thì mình sẽ chết. Rồi vợ con ai lo? Mình phải chống lại nó. Nó biểu mình nằm thì mình không cho nó nằm. Thì cuối cùng anh quyết định là mỗi sáng anh dậy sớm, anh lại Phật, lại 100 lại. Và Pháp Hòa đưa cho anh cái quyển kinh Vạn Phật thì nó dày quá mà chữ anh không thấy đường. Thôi giờ anh quyết định là cứ Nam Mô Di Đà Phật lại suốt, sáng nào cũng lại 108 lại. Thì lại liên tục như vậy trong vòng 1 tuần thì bắt đầu người anh nó tỉnh ra và ngủ được, không cần uống thuốc nữa. Và bây giờ suốt cả mấy tháng nay là bắt đầu chịu đi làm, thấy yêu đời và trong tâm trạng rất là có niềm vui. Và anh nói rằng không ngờ cái phương pháp lại Phật nó lại hay như vậy. Thật ra thì nó người này gặp đúng thuốc. Mình uống thuốc mà đúng. Mà thật sự ra lại Phật là gì? Không phải là mình hì hụp, mình van xin cầu thỉnh gì, nhưng mà cái tâm tư của mình, cái tâm tư của mình. Có một anh Phật tử sáng nay anh gọi thăm. Anh nói mỗi lần mà con bực bội lên á thì con lại nhớ thầy. Chờ giúp cho con được bớt cơn giận. Thì Phật nói ồ vậy là anh có niệm rồi đó. Thì có niệm rồi đó. Tại vì mình niệm là gì? Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Anh nói là anh nhớ tới thầy, anh nhớ là niệm. Tại vì Phật dạy mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hôm qua mình đọc trong kinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Kheo Tăng. Thì bây giờ mình có khi mình nhớ một câu kinh, mình nhớ một cái hình ảnh một người thầy nào đó mà mình có tâm, có hướng về, thì vì đó có khả năng giúp cho mình giải đi những cái buồn, những cái lo. Cái đó vẫn là niệm. Vì vậy cho nên á, mà không có, nếu mà chúng không có, thật ra cái chữ mình giải thoát là mình siêu, đó là mình thay đổi. Hồi nãy mình không hiểu thì mình không vui, hiểu ra rồi thì nó chính là đây. Cho nên sanh tử niết bàn chỉ là một. Câu hỏi thứ hai là tại sao hồng danh chư vị Bồ Tát thì có Ma Ha Tát ở phía sau, như Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, nhưng Nam Mô Tiêu Tái Gián Kiết Tường Bồ Tát thì không có Ma Ha Tát. Vậy Ma Ha Tát nghĩa là gì? Thế đại chúng, mà chữ Ma Ha nghĩa là lớn, Ma Ha Tát nghĩa là Bồ Tát lớn. Thay vì mình niệm là Nam Mô Đại thì chữ Đại đó là mình dịch từ cái chữ Ma Ha. Và cái chữ Ma Ha Tát này là một cái câu đệm thêm để cho nó tròn đủ cái danh hiệu của một vị Bồ Tát. Và đây là một Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Và cái câu này mình có thể phối hợp vào tất cả câu niệm nào. Thành thử ra cái vị Phật tử có thể là chỉ thấy nằm ở trong các cái bản khác mà không thấy Tiêu Tai Gián Các Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Thật ra mình muốn niệm Tiêu Tai Gián Các Tường Bồ Tát Ma Ha Tát đều được hết. Mà cái chữ Ma Ha Tát này có thể gắn vào tất cả những câu niệm Bồ Tát. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát đều được hết. Trong cái lý do vậy đó là mình, tại vì có khi có chỗ thì người ta đánh, người ta để vào, có chỗ thì không. Thì mình ăn thua cái vị chủ lễ thôi, muốn đầy đủ thì thêm vào. Còn nguyên thủy cái câu chỉ là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát thôi. Còn chữ Ma Ha Tát là mình thêm vào để cho nó tròn đủ, nói lên cái sự đầy đủ. Chữ Đại nó có nghĩa là đầy đủ, có nghĩa là lớn, có nghĩa là thù thắng, trọn vẹn. Cho mình tùy mình thêm. Thưa Thầy, tại sao thập chú
có chú ý của mỗi thập chú có công dụng như thế nào, có chủ ý của mỗi thập chú công dụng như thế nào. Trong giáo pháp của trong giáo pháp có phải Đức Thế Tôn nói lên những chú này, cũng như thầy đã nói kinh Dược Sư do Đức Phật thuyết, Sám Dược Sư do chư tổ soạn, và tại sao con chỉ thấy tụng thập chú trong thời Lăng Nghiêm, ít khi nghe tụng tới những thời kinh khác? Đại ý cái câu hỏi là cái chủ ý của mỗi cái bài thần chú là gì, và đây là có phải do Phật thuyết không hay là do của tổ soạn, và tại sao chỉ có tụng trong Lăng Nghiêm mà không thấy tụng ở trường hợp khác. Thì trước hết á, là những câu, những bài chú này á, đều là do Đức Phật thuyết ở trong các bộ kinh. 10 cái bài chú mà chúng ta tụng đó, ngay cả chú Đại Bi, ngay cả chú Lăng Nghiêm đều là trích ở trong các kinh, chứ không phải tự nhiên mà nói một bài chú đó. Thí dụ như kinh chú Lăng Nghiêm là trích trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, còn chú Đại Bi là trích ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh. Rồi chú Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú là trích ở trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Đây mai mốt mình tụng đó, mai mốt mình tụng kinh Ba La Mật, Niệm Phật Ba La Mật, thì mình sẽ biết, mình sẽ thấy rằng Đức Phật đã nói cái bài thần chú này trong kinh này, và chư tổ đã trích cái bài đó ra. Vậy thì Đức Phật nói các bài chú ở trong các bộ kinh có một nguyên do nào đó mà Đức Phật nói cái thần chú đó, và sau này chư tổ là người soạn ra, chứ chư tổ không phải là người chế nha. Chư tổ là soạn ra, tức là rút ra từ ở trong các kinh để đưa thành những cái bài tụng. Và bởi vì thời Lăng Nghiêm buổi sáng đó, là một cái thời chuyên trì các bài mật chú, cho nên các tổ soạn gom lại, chúng ta thường gọi là thập chú, tức là 10 bài chú nhỏ sau thời Lăng Nghiêm. Ngoài ra các bài chú này sẽ được sử dụng tùy theo mỗi trường hợp. Ví dụ như bài chú Vãng Sanh, chúng ta thường tụng vào các thời kinh, nhất là những thời kinh cầu siêu. Còn chú Tiêu Tai Cát Tường thì chúng ta lại đưa vào những thời kinh cầu án. Chú Dược Sư đưa vào những kinh cầu án. Rồi hay là chú Chuẩn Đề đưa vào những cái buổi cầu an, hoặc là những buổi giải những cái nghiệp chướng gì đó. Hay là chú thiện nữ, phải không? Thiện nữ thiên chú thì trì vào những cái thời kinh, vào cuối bài thời kinh. Vì vị thiện nữ này, vị thiên nữ này đã phát nguyện nơi nào có những sự mong cầu chân chánh thì vị thiện nữ này, thiên nữ này sẽ hộ trì. Cho nên thường ở các nơi muốn cầu nguyện việc gì, ta lấy cái bài chú này ra ta trì. Như vậy thì bài nó không nhất, đây là một cái bài tổng, một cái bản kinh tổng hợp vào thời buổi kinh sáng, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng các bài chú này ở trong tất cả các trường hợp khác nếu chúng ta muốn, chứ không nhất thiết là chỉ trì vào buổi sáng và không được trích, vì đây cũng là sự trích và gom lại. Và quý vị nhớ là tất cả những nghi thức tụng niệm là do chúng ta soạn, còn Phật là thuyết pháp, giảng kinh, thậm chí những bài sám các tổ viết, rồi chúng ta soạn những bài sám đó vào tùy mỗi hoàn cảnh mà chúng ta dùng những bài sám đó cho thích hợp. Thí dụ như những vị tổ viết cái bài sám hối, những cái bài kệ sám hối, thì bây giờ đây là một buổi lễ sám hối thì chúng ta lại đưa những bài sám hối đó vào. Thí dụ như cái bài sám Quan Âm thì mình đưa vào những cái dịp lễ Đức Quan Âm hay là những lễ cầu an. Cho nên tùy mình, và các vị đã biên soạn sẵn rồi thì chúng ta có thể linh động chuyển những cái bài tụng đó vào những cái thời kinh mà nó phù hợp chúng ta đang thiết cái lễ gì. Thí dụ như mình tụng cầu siêu thì không thể đem sắm cầu an vô tụng được,
Thật ra cũng không sao, nhưng mà nó không phù hợp thì người ta thấy ồ mình soạn vậy nó không có logic, nó không có ăn nhập với nhau. Thì chúng ta soạn bài sám gì? Sám Tịnh Độ, sám Di Đà, sám Địa Tạng vân vân, để cho nó phù hợp vào cái nghi lễ mà chúng ta làm. Hay là bây giờ lễ đang tụng kinh cầu an, tự nhiên đưa bài Cuộc Hồng Trần Xoay Dần Quán Án vô, tụng xong rồi gia chủ ở dưới ta nghe ta hồi hộp chết. Nếu mà mình cầu an thì mình tụng những cái bài sám có liên quan tới sự cầu nguyện, làm cho cái người tín chủ người ta an tâm. Và chính khi chúng ta tụng, mình biết rằng đây là lễ cầu an, và những cái lời kinh trong đó nó duyên với cái tâm mình, nó tạo một cái năng lực làm cho cái người bệnh an. Nó có cái tác dụng chứ. Tác dụng là vì cái bài kinh đó nó nói lên cái gì, và khi chúng ta tụng cái tâm mình duyên vào đó, và chúng ta đang biết rằng chúng ta đang làm một cái lễ nghi gì, và lời kinh, tâm tư của mình nó phối hợp với nhau, và nó có một cái năng lực. Nó có năng lực. Vì vậy cho nên thí dụ như bài Thiện Nữ Thiên Chú là trích từ trong kinh Kim Quang Minh. Kinh bài chú Vãng Sanh thì trích từ kinh Niệm Phật Ba La Mật. Chú Tiêu Tai Cát Tường là trích từ trong một cái bài kinh Đức Phật nói về kinh các vị thiện nữ Thiên Cát Tường, vân vân. Cho nên mình được sử dụng trong tất cả các trường hợp. Thưa Thầy, cho con hỏi, đốt nhang, lạy hay cúng đồ ăn cho người mất nhỏ tuổi hơn mình hoặc vai nhỏ hơn mình thì người mất có tổn phước không? Thật sự ra không có gì tổn hết á. Ở đây là cái sự cung kính, cái sự kính trọng với nhau thôi. Tuy nhiên ở trong cái phong tục, cái tục của chúng ta là chúng ta có thể tới cúng cho người nhỏ hơn mình, vai nhỏ hơn mình. Mình có thể thắp hương cho người đó, mình có thể cúng cho người đó, nhưng mình không có lạy thôi. Mình chỉ đứng xá. Thí dụ như cha mẹ thì không có lạy con, ông bà không có lạy con cháu, nhưng mà ngược lại thì con cháu lạy ông bà. Vì vậy cho nên trong cái truyền thống tang lễ của người Việt á, nếu như mà cái người đó họ mất mà họ là người trẻ, người còn nhỏ tuổi, thì cử người thân đứng hai bên. Nếu ai mà tới lạy cái người đó đó thì mình phải thay gia chủ, thay cái người mất lạy. Cho nên ở bên Việt Nam là hễ cái người mà tới thắp hương cho người mất đó, họ quỳ xuống họ lạy là con cháu phải quỳ xuống lạy ngược lại, lạy đối lại để chi? Để đáp lễ. Hiểu không? Tức là mình thay thế cho người thân mình mất. Cho nên lúc nào tang lễ cũng phải có hai người đứng hai bên. Rồi người khách người ta đến, người thân đến thắp hương, thì trong khi người ta thắp hương, người ta khấn, thì mình đứng mình chắp tay. Mà hễ người ta cúi đầu người ta xá thì mình xá, mà hễ người ta quỳ xuống người ta lại thì mình quỳ xuống mình lại ngược lại. Cái đó gọi là đáp lễ. Nhưng mà trong cái cách là, nhưng mà người lớn vẫn có quyền làm thức ăn cúng cho người nhỏ, vẫn có quyền đến tiễn đưa người nhỏ, đến thắp hương, mọi việc bình thường hết, chỉ có điều là không lạy thôi. Bởi vì mình không phải là cái người đó tổn phước, nhưng mà ở trong cái cách là lớn nhỏ chúng ta có phân biệt vậy theo cái phong tục. Ví dụ bây giờ cái người đó nhỏ mà có lớn mà có lạy cái người nhỏ cũng chẳng sao. Nhưng mà người nhỏ thường không dám nhận. Vì lớn, người lớn thì lúc nào cái phước, cái tuổi thọ họ hơn mình, thì làm sao mình dám nhận lễ của họ. Cho nên đó là phong tục. Nó không có liên quan gì đến đạo giáo gì hết. Mà tự động cái đó nó trở thành một cách sống bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Người nhỏ thì luôn luôn phải kính trọng người lớn. Người lớn thì thương người nhỏ. Và chúng ta phải lễ nghi như thế nào để người ta nhìn vào xem cho nó được. Vậy thôi. Cũng giống như mình tất cả những cái đó để nó bày tỏ cái tâm cung kính thôi, chứ không có gì hết. Cách đây vài hôm, xin lỗi,
À, câu hỏi là hồng danh trong kinh Tam Thiên Phật này Đức Phật nêu ra trong những kinh hồng danh chư Phật khác không thầy, hay đây là một danh sách khác hẳn, đặc biệt hơn và những hạnh nguyện khác hơn? Và vì lý do gì Đức Phật nói kinh Tam Thiên Phật này? Trong Đại Tạng Bắc Truyền á, thì có rất nhiều những cái bản kinh nói về hồng danh của chư Phật. Ví dụ mình có một bản gọi là hồng danh chư Phật, tức là tên của các vị Phật, và sau này chúng ta còn gọi tên là kinh Vạn Phật. Rồi bên cạnh cái quyển Vạn Phật đó thì Đức Phật còn có nói Tam Thiên Phật, tức là ba kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai, và mỗi kiếp là 1000 vị Phật. Chúng ta hoàn toàn không có dám có nói là có trùng danh sách không, nhưng mà trùng tên thì có. Bằng chứng là trong kinh Vạn Phật á, mình có thường lại có câu á, Nam Mô Bắc Phương đồng danh đồng hiệu. Tức là đồng danh, tức là cùng một cái danh, một cái hiệu. Vì sao? Tại vì tất cả Đức Phật ở trong kinh á, nếu chúng ta có đọc mà chúng ta thấy có trùng thì nhớ rằng không phải là sự trùng, mà là tất cả đều khác nhau ở các thời, mà do Đức Phật nói. Thì ở đây thì mình không dám nói là mình xác định có khác những vị này là ai, khác như thế nào mình không biết. Nhưng mà nếu mình có cái niềm kính tin thì mình biết rằng đây là tất cả danh hiệu chư Phật, và mỗi danh hiệu đều có cái ý nghĩa để hướng dẫn chúng ta tu tập. Còn về cái đời sống của các ngài thì phải khác nhau. Vì vậy cho nên có nhiều khi mình thấy cùng một cái tên đó mà sao lặp đi lặp lại. Không phải lặp lại mà là trùng tên thôi. Từ khi được biết Phật Pháp, gia đình con đã phát tâm cúng dường tịnh tài mỗi khi có chuyện Phật sự và chuyện từ thiện trong cuộc sống. Nhưng con chưa dám phát bồ đề tâm vì không hiểu nhiều và sợ phát nguyện mà không giữ được thì có tội. Con kính xin Thầy chỉ dạy sự việc thực tiễn và sự phát nguyện này, và làm sao có thể áp dụng được trong đời sống thường nhật có căn bản và tăng trưởng từ từ để không bị thối lui khi gặp phiền não hay trở ngại. Khi mà chúng ta phát nguyện thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta làm. Nhưng mà nếu dù một cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không làm được thì chúng ta cũng không có tội, nếu mà chúng ta vì hoàn cảnh không có khả năng, chứ chúng ta không phải vì phiền não, vì bực tức mà chúng ta không làm. Hai cái đó nó khác. Ví dụ như giờ mình phát nguyện, nhưng mà bây giờ lúc đó đó mình không có khả năng cho, thì lúc đó mình lại làm sao? Dạ bây giờ tôi không có khả năng đóng góp, thôi thì bây giờ lần này cho tôi xin đóng góp sự tùy hỷ, sự tán thán. Như vậy thì trong cái việc phát nguyện, phát bồ đề tâm á, trước hết là mình phải có tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ, tâm sáng suốt, tâm thương yêu, để mình làm tất cả việc thiện. Nhưng mà trong tất cả việc thiện chúng ta làm á, nó có nhiều cách làm. Có khi chúng ta đóng góp, và có khi chúng ta không có khả năng đóng góp thì chúng ta tùy hỷ tán thán. Và thậm chí bây giờ mình không có khả năng, nhưng tất cả tùy sự tùy hỷ và sự cúng dường, không từ cái tâm bất thiện. Thậm chí bây giờ nếu mà mình có đưa đi nữa mà cái tâm mình nó không thiện thì cái tác dụng nó cũng không có lớn. Bất quá là nó chỉ có được cái cho thôi, mà nó không có cho từ cái tâm. Còn nếu mà bây giờ lỡ hoàn cảnh nó không có, mình không cho, không cho đây là vì hoàn cảnh không có, chứ không phải vì phiền não bực tức. Thì được như vậy trong mọi hoàn cảnh, không có thay tòng đổi dạ gì, thì có nghĩa là chúng ta đã giữ vững tâm bồ đề và không lui sụp. Ví dụ bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn không có cho, buồn quá, thối tâm, nó trời ơi, tôi bố thí mà tôi chẳng được gì hết, chẳng có phước báo gì hết, không có được thêm để cho, thì mình thối chí, nản lòng, thì coi như là có phần nữa, có phần thối lui rồi,
Bây giờ lần này kẹt quá, không có khả năng. Thôi xin tùy hỷ tán thán mọi công đức lành của ai đó làm. Và thậm chí mình nói thôi giờ tôi không có khả năng, tôi xin cầu nguyện cho công việc này. Cho nên tất cả đều là hình thức bố thí hết. Có nhiều khi người ta cần sự ủng hộ tinh thần, có nhiều lúc người ta cần mình ủng hộ vật chất. Và thì trong cái trường hợp đó, bất cứ vật sự nào các vị làm thì chúng ta đều xin gì? Xin yểm trợ từ tinh thần lẫn vật chất. Người nào yểm trợ tinh thần lẫn vật chất thì quá tốt. Nhưng nếu có người nào không có khả năng ở mặt vật chất thì yểm trợ tinh thần. Nhiều khi người ta làm mà mình cứ tới mình chê miết, làm cho người ta cũng sao? Thôi chi nản lòng. Người ta tới làm mà mình cứ nói những điều nghe nó tiêu cực quá, nhưng mà mình có phần góp ý hoặc là mình tán thán những cái việc làm, thì mình làm cho người ta cái tinh thần người ta trỗi dậy, người ta tiếp tục công việc rất tốt. Cho nên đừng có sợ mà không phát tâm, và đừng có nghĩ rằng phải có của mới cho được. Mình phải làm sao, thí dụ như trong cái lần dịch này mình không có thuốc, mình không có làm sao để cho người ta hết bệnh, nhưng chúng ta có được cái sự bố thí gì? Vô ý thí. Ta làm sao nói như thế nào để cho người ta đừng sợ hãi. Hay là giảm đi cái sự sợ hãi. Dạ, câu hỏi cuối cùng là con có thắc mắc, ở trên bàn vong hay có tấm gì ghi chữ Hán hay nôm gì đó, con không hiểu ý nghĩa. Cái này Việt Nam mới có, chứ mình ở đây mấy thầy không biết đâu. Thường thường ở Việt Nam á, đám tang á, thì ngay cái bàn linh á, nó có một cái miếng phủ ở phía trước này nè. Thì cái miếng này người ta gọi là tiền bàn. Tiền là phía trước nè. Thay vì để cái bàn nó trống, thay vì chỉ trải một cái tấm khăn trải bàn bình thường quá, bây giờ người ta trải xong rồi phía dưới này người ta có tấm rủ xuống, người ta kêu là tiền bàn. Thì sẵn dậy viết mấy chữ lên. Thì thường thường các vị hay viết chữ Thiên Thu Vĩnh Biệt, không? Hay là Tang Trí Kỳ Ai, rồi để thêm cái câu than gì đó. Thí dụ như Sơn Trung Tự Hữu Thiên Niên Thọ, Thế Thượng Nan Phùng Bá Tuế Nhơn, trên núi tự có cây ngàn tuổi, ở trần gian này mấy kẻ được trăm năm. Đại khái những câu vậy. Cái này gọi là tiền bàn. Nhưng mà khi mà đi chôn rồi đó, khi đi chôn về thì theo cái tục ngày xưa là phải thờ cái người mất riêng một cái bàn thờ 3 năm. Đến khi nào xả tang thì mới được đưa cái hình đó lên thờ chung với ông bà. Cho nên gia chủ phải chuẩn bị một cái bàn thờ sẵn sàng để sau khi đi an táng rồi thì về có chỗ để an sàng. Cái nghi lễ mà an linh đó, đây gọi là lễ an sàng. Thì chuẩn bị sẵn rồi thì ở phía sau cái bức tường đó, thay vì để trống lại thêm bảng nữa. Cái bảng đó kêu là cái tấm ai lụy. Chữ ai lụy, chữ lụy là gì? Lụy nghĩa là những cái lời văn, những cái câu, những cái lời tán thán, những cái lời cầu nguyện cho người mất. Đa phần là những cái câu đó nó tán dương công đức hạnh nguyện hạnh đức hạnh của cái người thân mình. Thường thường đó là ở trên có một chữ, một cái hàng, rồi hai bên hai câu đối, một cặp đối, rồi giữa nó có chữ, rồi có khi ghi ngày tháng mất của cái vị đó. Thì hễ mà tùy theo người vợ mà thờ chồng, người chồng mà thờ vợ, hay là con cái thờ cha hay thờ mẹ, thì cái chữ ở trên nó có khác. Ví dụ như cái người đó, người ta cái bài lụy đó, ta để thờ hình ảnh của cha người ta, ta để ba chữ vọng thung đường. Chữ vọng là hướng vọng về. Thung là gì? Thung là một cây, một cái loại cây. Mà cái cây này nó rất là cao, to, mà rất là rắn chắc. Để biểu tượng cho ai?
cho cha. Cái cây này nó cao mà nó to mà nó rắn chắc lắm, nó sống lâu lắm. Thì cái cây đó người ta tượng trưng cho cha. Nhớ trong kinh Vu Lan không? Cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Có nhớ câu đó không? Thì cái chữ thung đó là để cho chỉ cho cha. Còn nếu mà người ta thờ mẹ đó thì người ta để là huyên nhang vĩnh biệt. Dung nhang của mẹ bây giờ mình đã hoàn toàn không còn thấy được nữa, vĩnh viễn xa lìa cái hình bóng của mẹ. Chữ huyên, huyên là gì? Huyên là một loại cỏ, một loại hoa, và ăn nó rất là ngọt. Bây giờ chúng ta gọi là kim châm. Cái kim châm nó nấu nước nó rất là ngọt, ăn nó giòn. Ăn nó giòn, nước nó ngọt mà nó thơm. Thì cái loại đó, loại huyên đó biểu tượng cho mẹ. Cho nên trong sách xưa hay trong kinh, thật ra thì đây là những cái câu dịch mình trong nguyên thủy của Ấn Độ không có biết mấy cái này. Nhưng mà khi chúng ta diễn đạt cái sự cha mẹ thì chúng ta mượn hình ảnh. Đây là những từ ngữ của Trung Quốc, của người xưa. Cho nên chúng ta gọi là cha thì gọi là thung, mà mẹ thì gọi là huyên. Và cho nên khi Tổ Huệ Đăng ngày dịch lại cái ân đức của cha mẹ ở trong cái bản kinh báo hiếu đó, cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận, phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện thung huyên an hảo. Thì thung huyên là cha, hễ mà cha thì gọi là thung. Cho nên ba chữ để trên vọng thung đường. Ta đi ngang ta thấy cái tấm lụy đó, ông này mấy người con thờ cha đó. Rồi bên này ta để câu nữa. Thí dụ như để mẹ đi ha. Mẹ đã thảnh thơi miền tịnh cảnh, hay là miền tịnh độ. Bên này đáp lại là con đành thương nhớ chốn trần gian. Thay chữ, hễ mà cha thì thấy cha đã thảnh thơi miền tịnh cảnh. Bên này đáp là con đành thương nhớ chốn trần gian. Rồi ghi ngày tháng mất của cái vị đó. Thì cái bản ở sau dựa vô để cái tường trống làm tâm lụy để phía sau. Hiểu ý không? Thì nhìn vô cái bàn thờ nó có cái sự sao tương tất. Mà ngày xưa ở Việt Nam là hễ mà ông người thân mất là thờ riêng, thờ 3 năm vậy đó. Rồi khi nào mà xả tang rồi thì đưa lên trên thờ chung với ông bà. Hoặc là nếu mà không 3 năm thì 100 ngày hay năm gì đó tùy. Nhưng mà hễ mà còn chưa xả tang thì để cái bàn thờ riêng đó. Xả tang rồi thì đưa lên thờ chung. Và ở phía sau đó cái bảng đó, cái đó chỉ là một cái lễ nghi trang trí bằng linh, nhìn cho nó đẹp. Và cái bảng đó gọi là bảng phía sau hình gọi là lụy, ai lụy, phía trước gọi là tiền bạc. Và tất cả những cái từ, những chữ trong đó chỉ để nói lên. Ngày mà vợ chồng thì người ta nói khác, vợ chồng nói khác, cha mẹ nói khác, tùy theo cái chữ trong đó. Mà người ta đọc được ta biết, ta đọc vô ta biết cái bàn thờ này cho ai. Thì đại khái là như vậy. Bạch Thầy, cho con hỏi quy y rồi có điều kiện gì không? Như là ăn chay đi chùa, member fee, membership, tức là thẻ hội viên, trả tiền thẻ hội viên. Thật ra thì không có đặt điều kiện gì hết. Nếu mà nói có điều kiện là quy y rồi thì chúng ta phát tâm tu tập, đó là điều kiện. Thì bây giờ muốn phát tâm thì mình bắt đầu từ cơ bản trước. Nói điều kiện chứ là không, tu không có đặt điều kiện gì hết á. Phát tâm thôi, phát tâm làm thôi, chứ không ai có điều kiện gì hết trơn á.
Nhưng mình nói điều kiện là để cho tạm nghe vậy đó, chứ còn nói đúng ra là khi quy y rồi phát tâm làm một vài việc để cho cái bước đi của mình nó thật là vững chắc. Quy y giống như để hạt đất, hạt mầm xuống đất vậy đó. Rồi bây giờ mỗi ngày lại Phật, ăn chay, tụng kinh hay đi chùa vân vân, nghe pháp rồi đó, là nước tưới để cho mỗi ngày cái hạt đó bắt đầu nó sanh cây nảy mầm. Chứ còn gieo cái hạt đó là để đó, cũng giống như quy y xong rồi không biết thầy mình không có nhớ chùa, nhớ chiều, không tu tập gì nữa hết, để mai mốt tôi chết tôi có passport tôi đi được. Passport mà hết 5 năm nó hết hạn, lâu lâu phải renew. Cho nên điều kiện mà không điều kiện, nó đúng hơn là chúng ta phát nguyện. Bởi vì chúng ta bắt đầu gieo hạt rồi thì chúng ta tự thấy bổn phận của mình trong cái công việc nuôi dưỡng hạt giống này. Tập ăn chay mỗi tháng ít nhất một ngày, đi làm về tối trước khi đi ngủ xá Phật hoặc lại Phật, ít nhất ngày cũng nghe được 30 phút một bài pháp. 30 kia thì mình ngủ rồi, 30 phút đầu là mình nghe thôi cũng được, thầy cũng có phước. Thầy giảng mà mình ngủ thầy cũng có phước thôi. Thưa thầy, cho con hỏi, trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết vân vân, các chùa hay gửi cho Phật tử tờ giấy cầu an cầu siêu. Con nhận thấy có nhiều người ghi một danh sách cầu an rất dài để tất cả bà con cháu chắt trong gia đình, mà toàn là mạnh khỏe chứ không phải bị bệnh. Như vậy có lợi ích gì? Con cứ tưởng là người bệnh, đau ốm hay tai nạn mới cầu an. Sau buổi hành lễ quý thầy đã mệt, lại phải đọc một sắp tên tuổi quá nhiều. Lại có nhiều thầy ở Việt Nam mới qua nước ngoài, trong lúc đó trẻ còn... trong lúc đó trẻ con toàn tên bằng chữ ngoại quốc khó đọc, nói tóm lại là không trang nghiêm. Xin thầy giảng cầu an cho người bệnh hay cho người khỏe. Em nói làm cũng kẹt hết. Thật ra đó, chùa thì tùy thuận Phật tử gửi cho mình cái giấy thông báo rồi kèm theo cái mẫu cầu an cầu siêu, just in case you need it. Nếu mình cảm thấy mình không cần thì thôi. Còn nếu thí dụ mình có ghi, mình cũng có thể ghi đại diện. Ví dụ như nguyện ông bà cha mẹ mình đại khái một vài người rồi cùng gia đình. Rồi trong này thì cái cô vị Phật tử này cũng nóng ruột cho quý thầy á. Coi như là mình ghi, trời ơi nhiều đứa nó còn, mà nhất là các thầy không biết đọc tiếng Anh á. Phải không? Mà gặp mấy cô gặp mình mà lấy chồng Mỹ nữa, biết không? Rồi cái thí dụ như mà gặp mấy cái họ khó đó, rồi gặp họ khó là Elizabeth Alexandra thì đọc rồi dưới này tủm tủm cười, phải không? Thì cô này cô thấy cũng có lý. Cho nên á, khi mình ghi danh sách cầu an cầu siêu á, trừ trường hợp người nào không có tên Việt. Còn nếu mà con cháu mình có tên Việt nên ghi tiếng Việt để quý thầy đọc cho nó dễ. Mà quý thầy đọc dễ Phật ổng nghe cũng rõ. Thầy đọc mà thầy còn trẻo miệng, Phật ở trên Phật không biết. Đây là nóng ruột thôi, không sao. Cho con xin hỏi, tượng Phật Di Lặc và Quan Âm Lộ Thiên ngoài hoa ra, ngoài hoa quả ra, có nên cúng xôi chè và bánh trái không? Vì con thấy nhiều chùa cúng xôi chè mà bị chim chuột kiến ăn nên đem đổ, như vậy có tội. Cái này đi hỏi chùa nào ta có cúng vụ này nè. Rồi mình lại mình nói với người ta. Người ta cúng mà biểu em giải quyết làm sao được. Mà rủi Quan Âm đó, Di Lặc nó thích chè rồi làm sao? Em biểu ông trả lời mấy này kẹt em lắm rồi. Rồi bữa nay em gặp Quan Âm, Quan không nhìn. Nói em mà you cut off my portion. Thật ra quý vị nhớ nãy mình có câu sâu sắc không? Sâu sắc và thảnh thơi không? Mình cúng chè xôi là tâm của mình, nhưng mình phải sâu sắc nhìn vấn đề là mình cúng như vậy cái chè xôi này có thể để bao lâu.
chứ có ai cấm mình cúng đâu. Cúng là do lòng thành, chứ Quan Âm cũng có nói I like chè chí mè phủ tôi đâu có thích chè táo sọn đâu. Mình cúng là mình phải tự biết cái gì có thể để lâu, cái gì phải dọn liền. Xin lỗi, cúng cái gì mà có nước cốt dừa 5-10 phút đem vô tới Quan Âm, đợi Quan Âm ăn xong tới phiên mình ăn đau bụng. Cho nên sâu sắc là cái đó, thảnh thơi là cái chỗ đó đó. Ví dụ bây giờ nè, mình đem chén chè lên mình cúng phải không, 5 phút sau có người vô bưng vô, thảnh thơi đi. Ê, tôi mới cúng mà sao dọn, Quan Âm chưa ăn xong. Mình cúng là đành, Phật chứng biết rồi. Cái đó là lòng thành của mình. Nhưng mình phải sâu sắc ở cái vấn đề là mình cúng cái gì lên trên đó. Thí dụ như giờ người ta đem nguyên cái, có nhiều người ta thích đem gạo, đem dừa, ta đem lên chánh điện ta cúng. Mình cũng trì thượng cho ta để một chút, nhưng mà rồi phải dọn. Trời ơi, chụp hình lên cúng nguyên bao gạo ba nàng tiên, gạo hai con tôm, gạo con gà. Mình phải cúng là mình cúng là cái quyền của mình, nhưng mình phải sâu sắc là mình biết ở cái môi trường nào mình cúng. Cho nên cúng gì cũng được hết, nhưng mà ở trên bàn Phật cúng chè xôi là được rồi, không cần mì xào, không cần chả giò, không cần mấy cái đó, vì mấy cái đó là mấy cái món của thế gian mình dùng. Còn cúng Phật chè xôi hoa trái, hễ mà trái cây, thậm chí xin thưa đại chúng vậy nè, có thí dụ bây giờ bữa nay ngoài đường gió quá, quý vị đâu có thắp đèn cúng được, thắp đem ra là tắt liền, thì không cần để đèn. Mình bởi vì ngoài đường gió quá, thì bây giờ nếu mà nói chè xôi thì phải có thêm nhang đèn, thì nó phải tùy thuận chứ. Cho nên mình làm gì cũng được hết, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tư duy coi cái việc đó mình làm nó ở mức nào. Trời đang mưa ào ào rầm rầm sóng xét vậy, ra cầm đi từng bước bưng khay lễ rồi ra thỉnh, trời nó làm cái bụp cái vụ rớt xuống này. Mình phải tùy chuyện đi. Họ làm gì vậy? Thỉnh sư. Cái khay lễ có một chút mà bưng nguyên chậu cao vậy nè, rớt tới rớt lui, đèn không đủ rồi đem cặp đèn lên. Mà Pháp Hòa hay chọc hoài à, thỉnh thầy ra giảng, ra làm lễ vậy, giữa cái lư hương hai bên hai cây đèn, xem chậu bông nữa, thêm dĩa trái cây nữa, thành nguyên mà thờ ổng rồi. Đơn giản thôi. Quý vị thấy mấy ngày nay có khay lễ gì đâu, mà cũng đủ lễ vậy. Mình làm không ai cấm, nhưng mình phải có sâu sắc ở trong đó, nghĩa là mình có tư duy trong mọi vấn đề mình làm. Phật giáo hay vô cùng. Phật giáo là gì? Là lời dạy sống tỉnh thức, chứ không phải ba cái râu ria đó. Mình làm gì cũng được, mà cái quan trọng mình có chánh niệm trí tuệ thổi vô trong đó cái ý nghĩa gì trong cái việc làm của mình. Cho mình tu mà không cực khổ gì hết là tu thảnh thơi chứ gì nữa. Vì sao mà tu thảnh thơi? Vì có sâu sắc. Còn thí dụ như gặp chim chuột thì nó lên nó ăn hoài đó. Quý vị có nghe câu chuyện là hạt cơm của Phật chưa? Câu chuyện đó Hòa Thượng Nhất Hạnh kể đó. Hồi nhỏ đó, ngài đi cúng ngọ trên bàn Phật, mỗi ngày cúng cơm là dở chén cơm ra, thì ngài cứ thấy có một con thằng lằn á, nó bò vô cái chén cơm đó, nó gấp gạo rồi nó đi cơm nó ăn, mà ngài tức lắm. Thì bữa khác quyết định là đậy nắp bát lại không cho thằng lằn ăn. Mấy ngày sau mừng quá trời luôn, cơm nguyên không có ai, nhưng cuối cùng phát hiện thằng lằn nó chết. Thì câu chuyện đó ngài mới kể là ngài thấy rằng mình cúng một chén cơm cho Phật, sợ con thằng lằn ăn rồi nó chết hay là gì, so với một vài hộp cơm mà con thằng lằn ăn trong cái chén cơm đó thì có là báo. Phải không? Hòa Thượng kể câu chuyện đó, quý vị đọc cái cuốn đó đó. Cái cuốn đó có cái tên là Tình Người. Và cái cuốn đó nhiều câu chuyện thật của Hòa Thượng kể trong đó. Thời Hòa Thượng còn là một chú tiểu,
Có những câu chuyện rất hay và rất thâm thúy. Hết giờ chưa? Thưa thầy, có chùa thì tu một ngày bát quan trai, có chùa thì tu một ngày niệm Phật, có chùa thì tu chú đại bi. Dạ, ba cách tu này có giống hay khác nhau? Nếu khác thì lợi ích của mỗi pháp tu là gì? Cái giống là giống ở cái tâm niệm, phương tiện tạo điều kiện cho Phật tử tu. Còn cái khác là cái cách tu. Ví dụ như hôm nay trong một cái không gian chánh điện này, chúng ta vừa làm lễ Phật đản, vừa phải ăn cơm quá đường, vừa phải tắm Phật, vừa phải cúng linh trong một cái chánh điện này thôi. Mà quý vị thấy sáng và sắp không? Nó không có phiền hà ai hết mà nhịp nhàng mọi việc. Cái nào nó ra cái đó, phương tiện mà. Nhưng mà miễn làm sao mỗi phần nào nó cũng hạnh phúc phần đó. Người không tham gia khóa tu vẫn được mời cơm. Và người Phật tử không tham dự khóa tu, đi tới đây dự lễ Phật đản vẫn được làm cái lễ của mình đến, ý nghĩa ngày đến là tắm Phật. Gia chủ tới đây cúng người thân vẫn không bị trì trệ giờ giấc. Ban hành đường vẫn làm việc được của ban hành đường. Cho nên cái ý nghĩa làm chung là bát quan trai là giữ tám giới, trì chú đại bi là nương năng lực của đại bi thần chú, hay là một ngày niệm Phật là cho chúng ta niệm Phật tịnh thanh tâm, cầu vãng sanh, thí dụ vậy. Ba cách nó khác mà, nhưng mà mục đích nó chung. Mục đích nó chung, còn cái cách thì nó khác. Và quan trọng là chúng ta cái nào nó cũng lợi ích hết á. Và chúng ta phù hợp với cái nào thì chúng ta nương cái pháp đó chúng ta tu. Đừng có sợ, thôi tôi phải tu bát quan trai ngày, tại vì bát quan trai là giữ giới, rồi mai mốt tôi được xuất gia, tôi phải niệm Phật để tôi vãng sanh, tôi phải trì chú đại bi để tôi phù hộ. Coi mình vừa được vãng sanh, vừa được phù hộ mà vừa muốn đi tu nữa. Thật sự ra cái đó tùy anh em mình. Lợi ích đều có giống nhau. Cách đây hơn 32 năm, con có một người con trai yêu thương và muốn cưới con làm vợ, nhưng con thì không biết và không yêu người đó. Con không đồng ý, sau đó anh đó và con cũng đã có gia đình riêng. Nhưng gần đây, cách đây khoảng 2 tháng, thường nằm mơ thấy anh đó, nên con có liên lạc cho chị của con thì được biết là anh đó đã mất rồi. Thưa thầy, quan hỷ cho con lời khuyên như thế nào? Thì anh mất rồi chứ như thế nào? Nhiều khi á, cái người đó họ có cái tình cảm với mình sâu sắc, duyên không có thành, nhưng mà cái tâm người đó vẫn nhớ nghĩ đến mình. Thì khi người đó mất đi thì cái thần thức của họ đến thăm mình. Cũng giống như mình mất ở nước ngoài mà mình nhớ ai Việt Nam là mình cũng có thể có mặt ở Việt Nam cho người đó. Bởi vì mình không đi bằng cái thân xác nữa, mình đi bằng tâm thức. Và cái tâm thức đó nó không hình tướng, cho nên cái sự đi lại của nó rất là năng lực và tự tại. Thì bây giờ nếu mà vị Phật tử này thấy như vậy đó, nếu biết tên họ của anh, mình nên cầu nguyện cho anh. Anh không có gì đối với mình hết, anh chỉ về thăm mình theo cái tình cảm ngày xưa thôi, thì mình có thể cầu siêu cho anh, gửi một lời cầu nguyện cho anh. Và nếu muốn có thể khuyên anh, thôi mình hãy nên phát tâm cầu giải thoát hơn là dính mắc vào những chuyện tình cảm. Cái này đúng như cái câu mà tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm. Tình chỉ đẹp khi tình gian dở.
Xin Thầy cho con hỏi, trong kinh điển Phật giáo có nhắc đến Thượng Đế tối cao không? Nếu không có, nếu không, có phải vì Phật giáo không tin vào đấng tối cao hay vì điều đó không quan trọng đối với mục đích giải thoát khổ của Phật giáo? Thưa đại chúng, Phật giáo không dùng chữ Thượng Đế. Phật giáo dùng cõi trời. Và vị Thượng Đế mà Thiên Chúa gọi đó, Phật giáo gọi là Trời Đế Thích. Nếu nói theo trong Hán thì gọi là gì? Thích Đề Hoàng Nhân. Thích Đề Hoàng Nhân tức là Trời Đế Thích. Mà Trời Đế Thích tức là Thượng Đế mà bên Thiên Chúa gọi. Trong Phật giáo chúng ta cũng có những người tu lên tới cõi trời, như là những người tu thập thiện, những người mà quý vị thường nghe nói sanh về cõi trời. Vậy thì cõi trời đó là cõi trời Thiên Chúa nói đó. Nhưng mà bởi vì Phật giáo thì chúng ta đặt cái vấn đề là giải thoát hơn là cầu sanh về các cõi. Nếu các cõi đó chưa phải là cái cõi gọi là hoàn toàn thoát ly sanh tử luân hồi. Ví dụ như mình lọt qua được nước Mỹ rồi, như là sống cõi trời đi. Nhưng mình nghĩ là nước Mỹ này là cái nơi mà bảo đảm mình không bao giờ rơi rớt không? Không. Nếu mà từ nơi nước Mỹ này mà chúng ta biết gây thân lập nghiệp thì chúng ta đi lên nữa, cuộc đời mình thăng tiến nữa. Nhưng nếu chúng ta không biết mà nghĩ rằng mình lọt qua nước Mỹ rồi thì cứ ăn chơi, cứ làm những điều ấy thì rơi rớt cũng như thường, nghèo khổ như thường, mất của như thường, và thậm chí phạm pháp, bị trả về cái đất nước nguyên thủy của mình như thường, luân hồi sanh tử như thường, cho dù ở cõi trời. Nhưng mà nếu người được sanh về cõi trời mà nương cõi trời đó mà tu nữa thì đi nữa nữa. Cho nên chúng ta gọi là cõi Phật. Cõi Phật nói một cách khác là giải thoát. Con có hai câu hỏi. Nếu mình sống tốt, khi chết sẽ đi về đâu? Mình có gặp lại người thân, ba mẹ, bà con quyến thuộc đã chết không? Ba mẹ của mình có nhận ra mình không? Thật sự ra có. Nếu trước khi ba mẹ đi, mình nhớ xin số phone. Còn không là đừng đổi email để ba mẹ báo cho mình biết mình ở đâu. Thưa đại chúng, thật ra cái này là những cái câu hỏi bình thường trong cái suy nghĩ của mình. Điều đó đúng thôi. Ví dụ mình cũng wonder là bữa chết mình đi đâu, rồi người thân mình có gặp nhau không? Gặp chứ. Nếu mà mình cùng một cái nghiệp lực với nhau. Hồi xưa sư bà Thể Quán á, ở ngoài Huế á, sư bà chăm sóc mẹ già. Thì khi mẹ già mất á, sư bà làm một bài thơ 4 câu như thế này: Mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Mình thường hay đọc sự vui trời cũng chẳng bì, nói cõi cực lạc đó nghe. Đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Đó là những cái câu mà trong mấy bài sám hồi nhỏ và tụng á. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Đó là diễn tả cõi cực lạc. Nếu ngay đời này chúng ta gieo cái nhân không ơn, không oán, không sầu, cõi đó cũng thế, không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã sạch rồi, gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào á? Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Ngày nào mình còn ái luyến, ngày đó không về trên đó được. Nếu mà nguồn tình biển ái chưa khô thì không về đó được.
Cho nên nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Tu hành phải đợi kiếp môn, nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Ngộ là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu? Mình làm cho cái đèn trí tuệ mình nó lờ mờ thì mình không được match với cái đó. Cho nên mình muốn đi đâu cũng được hết á, ăn thua mình muốn không? Muốn là được. Hôm rồi Hòa Thượng ở bên Phật Học Viện Huệ Nghiêm á, Ngài có dạy như thế này: tôi tu tịnh độ mấy mươi năm, nhưng tôi chưa vẫn xác định là tôi có được về cực lạc không. Nhưng khi tôi đọc được cái quyển Tư Tưởng Tịnh Độ của Ngài Thiện Đạo thì tôi xác định rằng tôi về cực lạc. Vì sao biết không? Nếu mà mình nói rằng niệm Phật đợi tới nhất tâm bất loạn mới được về cực lạc thì chắc điều đó khó quá. Nhưng mà với cái nhìn, với cái cách của Ngài Thiện Đạo là chỉ cần có tín nguyện là được về. Tịnh độ là ba món: tín, nguyện, hành. Người tu tịnh độ niềm tin phải thật vững và thật chắc. Chỉ cần tín nguyện là được về, còn nhất tâm bất loạn thì nói, trời ơi, tôi nói thiệt chứ tôi còn chưa định nữa. Hòa Thượng nói thật vậy đó. Cho nên nếu mà nói là để mà nhất tâm bất loạn để về cực lạc là khó quá. Chỉ cần có tín, có nguyện. Bây giờ mình tin là có cõi cực lạc không? Mình có nguyện về đó không? Rồi, yên tâm. Mình tín nguyện là mình, thí dụ bây giờ quý vị có tin có quyền quang không? Quý vị có nguyện đi tới tu không? Đó, có tin là có cái quyền quang, nguyện là đi tới là tới. Ngày hôm qua bà Long Đức bà nói sao? Muốn đi qua Tây Thiên mà rủ không ai chịu đi, cuối cùng ở lại. Tại vì biết tin có Tây Thiên mà không nguyện đi Tây Thiên, đợi rủ bạn già mà bạn nào cũng không chịu đi, cái cuối cùng mình sao? Ở lại. Rồi cuối cùng quyết định cũng phải đi một mình thôi. Nguyện mà, tính rằng có Tây Thiên, nguyện rằng có Tây Thiên, muốn đi là được đi. Cho Hòa Thượng khuyến khích quý vị đọc cái cuốn Tư Tưởng Tịnh Độ để tăng trưởng cái đức tin, cái niềm tin của mình ở pháp môn niệm Phật của mình. Chỉ cần tín nguyện là được về. Còn nhất tâm bất loạn đời này khó lắm. Nhất tâm bất loạn là gì? Nghĩa là tâm mình không bị loạn động, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến Phật. Khó lắm à. Có môn nói là nhất tâm nhiều loạn thì dương sức. Nhất tâm tán loạn, nhất tâm vạn loạn thì ôi, cái đó con bảo đảm con đứng đầu sổ. Vậy thì nếu mình sống tốt, khi chết sẽ về đâu? Bây giờ cái cây nè, cái cây mà lúc mà nó thường ngày, lúc mà nó ngã về phía phải, thì khi mình cưa cây nó ngã về đâu? Phía phải. Mình nếu mà nó nghiêng về phía trái thì mình cưa cây thì nó ngã về phía trái. Hằng ngày tâm mình hướng thượng thì đi về cõi thượng, hướng thiện về cõi thiện. Mình hướng cái tâm mình về đâu là mình phải đi về đó. Cách hôm bữa thứ sáu vừa rồi đó, thì có một Phật tử lên nói: thầy ơi, có một bà cụ á, rất là muốn gặp thầy. Mà bà nói bây giờ bà chỉ cần được gặp thầy rồi bà chết bà cũng vui nữa. Không phải mình ham gặp bà cho bà chết. Nhưng mà tại mình nghe vậy mình chịu không nói. Cuối cùng phải đi. Hay chở thêm mà ba cái cô đó, cô chở Pháp Hòa với cô Phật tử nó đi thăm bà cụ cho bà vui, thiệt là vui. Bà nói là bữa nay là coi như là mãn nguyện rồi. Con cái ngày nào cũng phone đi làm, phone bà hoài để canh chừng cái bà làm gì. Má, má làm gì vậy? Thì tao ở với ông Pháp Hòa chứ ai. Ông mở băng mà nói vậy đó, nguy hiểm không? Cái tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái: má, má làm gì? Tao có ai ngoài ông Pháp Hòa. Phải ngoài đi thăm bà cụ. Để quý vị biết là khi mà đi về đó là tối rồi, 10 giờ đêm rồi.
thì cổ không có đi cái con đường mà cổ thường đi. Trời ơi lạc. Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa hết trơn, nó loạn sóng rồi, không bắt được cái gì hết. Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS, cổ đưa ra cho Pháp Hòa bấm giùm. Trời ơi, gặp mình tiếng Anh một bụng. Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây, nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường. Nó nói là chỉ còn 2 phút nữa tới thôi, mà hai người cứ đảo tới đảo lui. Nhưng mà cuối cùng không phải tới. Là tại sao? Vì mình tin rằng cái quyền quang nó nằm đây có 2 phút à. Mình nguyện nhất định phải đi về, chứ không thôi chết sao. Đấy. Rồi ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi loạn muốn chết rồi nữa. Tôi đang sợ tôi lạc đường, tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là tôi có tính là có địa chỉ này, tôi nguyện là tôi đi, là dù đêm tối cỡ nào cũng về tới. Pháp Hòa giải thích về đây chúng mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó. Còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không, với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa. Trời đất. Em trả lời vậy được không? Để Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện vui sữa nè. Cái ông đó, cái bà, cái cô đó cũng ra, cũng ngồi cũng rầu. Trời ơi, tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100.000 nó sửa, mà giờ không biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá đó, nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt sửa mũi gì, giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra đâu. Để muốn ông bà nhìn ra mình, với điều kiện đừng có sửa. Trời ơi, em có đi theo dõi mấy cái vụ này đâu mà hỏi là kẹt. Con biết có nhiều cặp vợ chồng sống mà gây đau khổ cho nhau. Con nghĩ là nghiệp, nhưng nếu họ không sửa đổi, không lẽ họ sẽ trả nghiệp hết đời này rồi sang đời khác sao? Xin thầy cho lời khuyên để họ có thể giải thoát phiền não, chấm dứt nghiệp xấu. Cho lời khuyên là sao? Ký hợp đồng. Thật sự ra đó, thí dụ thôi, nếu mình nghĩ rằng vợ chồng đây là nghiệp, không mình trả hết, quý vị yên tâm, hết mới đi được. Cho nên không có lo là đời sau gặp nữa không. Trừ khi nào sau khi mình đi tìm trả thù, kẻ thù trả thù xong rồi yêu luôn kẻ thù. Cái chuyện đó nó có trong phim Tàu á. Nó nhận, ba nó sắp chết dặn nó, con phải trả thù cho cha. Chết. Trời ơi, nó đi tìm kẻ thù, ai ngờ đâu nó gặp con gái của kẻ thù. Sau thời gian làm quen yêu rồi mới biết nó là con kẻ thù. Nhưng cuối cùng sao giờ? Ba nó hỏi, giữa ba với nhỏ đó con chọn đứa nào? Con suy nghĩ kỹ lắm rồi ba, nhưng mà con nghĩ chắc con chọn nó hơn. Giống như mấy chú tiểu đi tu vậy. Đi tu xong chập thời gian rồi, cái bắt đầu yêu thương cô đó rồi, cái về xin thầy cho con ra đời. Thầy khuyên đủ kiểu hết. Trời ơi con ơi, không lẽ tình cảm thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, con tắm thầy sức lotion, con ăn bỏ mứa thầy ăn cho con, có ai thương con bằng thầy đâu, con nghĩ đi. Nói đủ thứ hết. Dạ con xin phép thầy, con về con suy nghĩ, 3 ngày sau con lên. Cuối cùng nó lên nói, con suy nghĩ kỹ lắm rồi thầy, con thương cô đó hơn thương thầy. Lúc đó thầy chỉ biết chấm cơm. Cho nên á, mình mà có thí dụ bây giờ mình trả nghiệp cho nhau, biết đó là nghiệp đi, tư duy biết là nghiệp, thì hãy trả nghiệp trong thảnh thơi.
Nhưng mà nếu mình nghĩ ôi trời ơi, cái ngày là nghiệp của tôi là mình nặng lắm. Nguyện chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Nếu tôi không chịu đựng đó, may là tôi đó, tôi chịu đựng được người này 20 năm, 30 năm rồi. Nếu người khác đó, họ chịu đựng nổi đâu. Hay là nói bây giờ thôi tôi nguyện, tôi chịu được 20 năm rồi tôi ráng. Thí dụ vậy. Thì mình thay thế người khác chịu khổ đau vô lượng. Đó là tinh thần của bác Đại Nhân Giác. Các bậc Bồ Tát thì khác thế. Coi kẻ ghét người thương như nhau và không đem lòng ghét bỏ những ai đã làm ác. Nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng mà thường nếu như mà mình với người đó không còn nữa, thí dụ còn sống mình tự nhiên chấp nhận ra đi, hay là người đó đi luôn vĩnh viễn vậy đó, hết nghiệp mới đi được. Cho nên mình không cần trù. Mình không cần trù cho người đó. Mà nếu mà trù mà mình linh đó, trù linh đó, là mình nợ lại. À, bạch thầy, con xin hỏi tại sao mình luôn làm việc tốt mà chịu khổ đau? Người ta có câu ở hiền gặp lành mà con thấy người tốt luôn chịu khổ. Đúng rồi. Người tốt thì phải chịu lỗ chứ. Nhân quả có ba thứ: hiện báo, hậu báo, sinh báo. Thí dụ cái gì mình mà trồng nó có quả bây giờ đó là hiện báo. Có những loại cây phải 5 năm sau, 10 năm sau mới có trái. Cái đó gọi là hậu báo. Cho nên á, có những cái việc mình ăn hiền ở lành là mới đời này thôi. Còn mình đang hưởng cái gì của đời này đó là cái quả của cái quá khứ. Những người không biết chữ, nếu mỗi lần đọc kinh họ mở kinh nghe rồi đọc theo có sao không? Có sao không? Không sao. Mà nếu có sao thì rồi làm sao? Riêng những người không biết chữ rất tốt, dò theo kinh. Nhưng mà đừng la lớn. Tại vì mình không biết chữ, mình đọc cái chữ đó nó không đúng, nó làm phiền người kia. Hoặc là mình lãng tai, mình nghe nhịp không kịp, tụng nhỏ để theo nhịp thôi. Thì có đôi khi mình tụng lớn tiếng, mình làm động cái thời kinh, do cái tiếng của mình nó át cái tiếng của người khác. Người ta nói con cháu có cửu quyền phù hộ, nhưng theo Phật thì sau khi chết con người sẽ đi về đâu, đi đầu thai chuyển kiếp. Vậy cửu quyền làm sao thành lập? Trước hết đính chánh là cửu huyền chứ không phải là cửu quyền. Chữ huyền là chữ H chứ không phải là cu. Thưa đại chúng, cái chữ cửu quyền, cửu huyền phù hộ đó, nếu mà chúng ta hiểu một cách đúng á, nghĩa là ông bà chở che cho mình, truyền lại cho mình những cái đạo đức mà ông bà lúc sống để lại, đó là phù hộ. Chứ không phải là ông bà chết rồi còn lẩn quẩn đâu đó, rồi chờ đứa nào sanh ra phù hộ đứa đó. Không phải vậy. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ các tổ của chúng ta, các ngài mất rồi, nhưng mà những bài pháp, những quyển kinh mà quý ngài giảng diễn đó còn để lại, rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta tu tập, có phải là quý ngài đã phù hộ mình không? Quý ngài đã để lại cho mình cái pháp bảo, cũng giống như Phật vậy đó. Cho nên cửu huyền phù hộ là ông bà mình sống có đức và để lại cái đạo đức, cái hạnh lành đó cho mình noi theo. Cho nên ông bà hay nhắc mình để cái đức lại cho con cháu. Và đó là cái kế trường cửu lâu dài. Để tiền của cho con, cho cháu chưa chắc con cháu xài. Để sách vở lại cho con, chưa chắc con cháu đọc. Và cái kế lâu dài nhất là để đức hạnh cho con cháu. Để cái đức. Cho nên đó là cái trường cửu chi kế, là cái kế lâu dài. Phù hộ là vậy. Ví dụ như các vị nói trời ơi, Quan Âm phù hộ tôi. Có phù hộ,
Nếu phước mình còn, tâm mình thành, cái đó nó tương ưng, thì cái phù hộ, cái sự thành tựu nó có mặt. Nhưng mà quan trọng là cái phước của mình phải có. Ví dụ như người ta cho mình một chén đồ ăn rất bổ, rất ngon, nhưng mình không có sức khỏe thì chén bổ đó không tốt cho mình, và thậm chí ăn không được nữa. Cho nên có phước như người có sức khỏe, ăn gì cũng được. Có phước, người có phước thì cái gì cũng có. Còn không có phước thì không có cái gì. Cho nên á, cái chữ cửu huyền mà ông bà mình là nói, có một vị hòa thượng giải thích, thường thường mình hay gọi là cửu huyền thất tổ. Thất tổ là gì? Ông cố, ông nội, ba, mình, con, cháu, chắc. Bảy đời, trong đó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn cửu huyền á, nghĩa là chín dòng tộc tổ tiên phía trước. Ông sơ, ông sợ, ông sẫm, mọn, mẫm gì đó, sẽ trên trên. Và có một vị hòa thượng nói rằng cái chữ huyền đó còn có tượng trưng cho sự luân hồi nhiều đời kiếp, thâm đen như là màu huyền. Ý nó là cái sự luân hồi nhiều đời, tái sinh nhiều đời của cha mẹ ông bà. Nhưng mà đó là nói về quá khứ. Còn mình thờ thất tổ đó là dòng tộc gần gũi mình nhất, các vị gần mình nhất, kể từ ông cố, ông nội, rồi ba, rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, lẽ ra thì chúng ta không có chương trình, nhưng rất đông Phật tử về đây có lòng muốn nghe Phật Pháp, và đã viết lên những câu hỏi liên hệ đến đời sống tâm linh của mình. Thì Pháp Hòa xin tạm dùng cái thời gian này để chia sẻ với quý vị. Và trong khi chia sẻ, nếu có gì sơ sót, mong đại chúng bỏ qua cho. Và cuối cùng xin được cảm ơn toàn thể đại chúng ở nơi tu viện Quyền Quang đã hết lòng yểm trợ cho khóa tu được thành tựu viên mãn tới bây giờ. Đặc biệt là quý vị giới tử ở từ các nơi, không quản ngại đường xa cũng như là sức khỏe hoặc là công việc của mình, đã về đây để tu tập trong 4 ngày qua, làm cho cái không khí ở Quyền Quang này trong 4 ngày qua thật là ấm cúng viên mãn. Giờ đây Pháp hội sắp kết thúc, thì sau cái buổi này thì đại chúng cùng đắp y để chúng ta nhận cái lên chụp hình, nhận cái chứng điệp mà đi tu đó, rồi sau đó chúng ta làm lễ xả giới. Và cái cách của chúng ta là như thế này: sau khi quý vị xong thì quý vị đắp y rồi đó, thì quý vị bước ra bên ngoài, quý vị xếp hàng, cứ một lần lên là bên này 5 người, bên này 5 người, ráp vô 10 người, chụp tấm hình, cầm cái bằng rồi mình đi xuống. Đừng có coi tên, tại vì bằng giả không à. Mình là giả, cầm bằng giả có gì đâu thắc mắc.